vực của Georgia tại Georgia trong lễ khai mạc tối hôm nay. Các diễn viên cũng như nhân vật nổi tiếng của đất nước này đang có mặt ở đây để tham gia cái lễ khai mạc rất đặc biệt này. Năm nay thì Georgia tại Georgia là một trong 15 nước của Liên Xô ngày xưa là những người chính thức. Tiệc rất lớn để chào mừng chính thức khai mạc du khách với quốc gia là khách mời chính thức là Georgia. Khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời, chúng ta đi một cái khung cảnh ở đây. Và chúng ta sẽ vào bên trong một chút nữa, trong đây cũng rất là đẹp và các khách đang có mặt ở đây. Xin cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ quay lại với đất nước Georgia.